Dạ vâng, cửa hàng Ngô Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể kênh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa Sittin 024 nhé. Độ Made in Germany này, dòng này là dòng bãi Đức. Đó. Tình trạng máy móc thì cũng không biết phải nói sao cho con này cho nó các bác để xem nữa. Bởi vì mặt bên này các bác nhìn à, rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà qua phần bên này thì cực kỳ xấu. Đấy. Không hiểu tại sao mà không biết là do chủ người ta sử dụng thế nào mà sơn giếc ở bên này thì chắc bị đã bị chóc hết rồi. Đó, nó chỉ do cái phần ốp lam này các bác nhá. Đó, còn bên này thì cực kỳ xuất sắc. Nếu mà để không mà các bác mà nhìn về phần mặt bên này thôi thì em nghĩ con này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Có thể sưu tầm được luôn. Bởi vì các bác nhìn không? Tem mác này. Hàng chuẩn cực kỳ các bác nhá. Nhưng mà khi em nhập về thì nhìn cái phần ốp lam này nó hơi chám một tí xíu. Đó. Nói chung là để mà như em mà tân trang lại được thì cái này thì em cũng có thể làm được ok các bác nhá. Bởi vì em sẽ trà sạch sẽ đi và sơn lại cho các bác cực kỳ đẹp. Nhưng mà cửa hàng chúng em thì không như thế. Đó. Để zin như thế nào, nhập như thế nào, zin nguyên bản để yên như thế cho các bác nhìn qua có thể tham khảo chuẩn máy nhất. Đó, máy móc nhập về như thế nào có thể để yên như thế để các bác lựa chọn, chứ không em sẽ không bao giờ mà có kiểu sơn xiếc lại làm cái gì cả. Đó, vừa mất thời gian cũng như là máy móc thì nó sẽ không còn cái độ zin nhất định của nó nữa, nên là cửa hàng chúng em cũng không như thế. Thì là máy móc có sao ở trên video thì em cũng sẽ quay trực tiếp như các vậy. Đó, như các bác nào mà không có nhu cầu về để đẹp điếc, về sử dụng ok, họ không cần hình thức ngoại hình đẹp thì lựa chọn là con này là cực kỳ hợp lý nhá. Bởi vì con này này, nòng hơi của nó thì còn cực kỳ đẹp luôn các bác. Nòng hơi thì em đảm bảo cho các bác là nguyên zin cực kỳ đẹp. Nó chỉ có phần ốp lam này, với lại là phần mặt tiền này của nó này, là nước sơn của nó hơi bị bong thôi. Không hiểu là do người ta chủ người ta sử dụng như thế nào. Thì mình đây nhập về theo đường hàng bãi mà, có sao thì quay bán như thế. Đó, nên là các bác hoàn toàn thông cảm với bên em các bác nhá. Đó, không thể nào mà lúc nào mình nhập về máy nó cũng có thể đẹp mà 99% hoặc là 100% thì cũng không thể có được. Mình phải chấp nhận rủi ro. Đó, thì mới có nguồn hàng để bán được các bác nhá. Đó, con này tích hợp luôn hai ốc lam. Đó, mắt xích thì to bản nguyên các bác nhá. Đó, hệ này có luôn đầy chữ Nhật này, không biết ông nào này, ông chủ ông này dập nguyên cả cái chữ của ông vào đây nữa. Đó. Còn tổng thể cho các bác quay cận cảnh cho các bác xem luôn. Đây, đảm bảo nhất. Đó, tin tưởng vào đặt hàng của bên em. Đó, các bác nhìn nữa. Tất cả bồi lọc gió của nó thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Đây, quay tiếp để em xin phép em sẽ lấy đồ nghề để em tháo cái phần nắp trên ra cho các bác xem. Xem luôn. Đấy. Các bác nào ưng ý thì nhấc cái máy và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Máy móc như thế nào trên video em cũng quay chi tiết rõ ràng. Đó, để các bác đặt hàng đỡ phải lăn tăn nhất có thể các bác nhá. Hệ Estin 024. Con suốt con này là 42cc các bác nhá. Đầu máy không là 4,5kg. Cả lam xích của nó thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 5kg. Đấy, cho các bác nào nhu cầu về khai thác mà kéo con này thì theo em đánh giá thì con này cái kéo khoảng tầm lam 57 đổ về là quá là ok các bác nhá. Đó, các bác nhìn nòng hơi của nó đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, vô lòng vô liếc này, sáng keng luôn các bác này. Đó, điện zin này, nòng zin này, bô zin này, nói chung là tất cả máy móc em đảm bảo cho các bác là zin từ A tới Z. Đó. Ôi, thời tiết thì bây giờ nó đang mưa quá nên là cũng quay nhanh cho các bác xem qua. Các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em các bác nhá. Test nổ luôn cho các bác xem này. Nòng hơi thì còn cứng cáp nguyên các bác nhá. Cực kỳ cực luôn này.
Đó, nên là các bác nào mà không quan trọng ngoại hình thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Và giá hiện tại thì con này thì em xả luôn cho các bác là giá 5 triệu đồng. Ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau. Thường thường những trên video những hệ Estin 024 như thế này thì phải có giá rơi vào tầm khoảng 5 triệu 2 đến 5 triệu rưỡi tùy theo tình trạng máy móc, nhưng con này em xả luôn cho các bác 5 triệu đồng. Vui vẻ các bác nhá. Rồi em chào các bác.